lên cho anh em nhé. Con nào hiệu béo táp này, siêu phẩm này. Mẫu này là tên là ao láp nhé. Con này size 44 này, lót bên trong này. Con này gần như là con mới, tinh. Tem này, áo nhé, chân vai này, chân khuỷu tay này, tất cả khóa nhé, nó là đều dập hiệu béo táp hết nhé. Khóa chính này, khóa kép nhé. Mẫu áo này anh em thường gọi là mẫu áo béo khăm ấy. Chiều cao cân nặng của mình này, hiện tại đang mặc em này nhá, là 1m65, 67kg. Mình chỉ khoác thôi nhá, nếu mà cài khóa này sẽ hơi kích một chút. Đấy, cho nên là con này dành cho anh em nào mặc vừa và đẹp nhất nhá. Đấy, chiều cao này từ 1m65 đến 1m71, cân nặng này 61, 62 cân cho lên 65, 66 cân. Bác nào mà khoác, chỉ mà khoác nhé, mà cao khoảng 1m7 thì có thể đến 68 cân. Đấy, dành cho anh em nào cả dòng dòng cao, mặc áo này là hết nước chấm. Anh em nào mà đi trai ầm cưỡi con này thì hết bài. Đấy, anh em nào mà ưng nhá, mà kết thì muốn lấy thì nhắn tin cho mình Zalo này, Facebook này, hoặc like fanpage mình nhé, để theo dõi những mẫu áo của mình chia sẻ lại cho anh em. Con áo cực chất đấy.